Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì để phục vụ cho nhu cầu của các bác khách hàng, bên em lại về kho rất là nhiều khẩu bắn bu lông chơi lục giác các bác nhé. Hàng hôm nay thì về rất là nhiều để chuẩn bị sẽ gửi cho các bác vào cái dịp mùng 6 Tết tới đây. Mùng 6 Tết là bên em sẽ lại nhận ship code trở lại, cho nên là bác nào đang có nhu cầu quan tâm thì các bác có thể là lên đơn hàng ngay từ lúc này. Giá của nó đang rất là hợp lý nha các bác. Quăng lên đơn hàng từ lúc này thì bên em sẽ lưu phiếu và sẽ gửi chuyển hàng cho các bác vào mùng 6 Tết nha các bác nhé. Hôm nay thì bên em về rất là nhiều cái sản phẩm này. Trong thời gian vừa qua rất là nhiều bác quan tâm có nhu cầu nhưng mà hết hàng nhé. Hôm nay thì hàng đã về kho rồi các bác nhé. Khẩu bắn bu lông trôi lục giác này. Mỗi một bộ nó sẽ trong một cái bóng như thế này các bác này. Đó. Cái bộ này thì nó sẽ có là 14 khẩu, từ khẩu 6 cho đến khẩu 19 nhé. Cực kỳ là thông dụng, những cái số khẩu thông dụng để phục vụ cho các bác làm nghề. Các bác có thể là sử dụng làm nghề hoặc là các bác nào làm trong công việc gia đình cũng rất là ok. Đây em có bóc một bộ ra để cho các bác mình được cùng tham khảo này. Trong một cái bộ này thì các bác sẽ có 14 khẩu nhé, từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Cái này là khẩu lòng sâu này các bác này. Chuôi lục giác. Các bác có thể lắp được cho tất cả các loại máy khoan pin hoặc là máy khoan điện, từ máy bu lông cho đến máy đầu kẹp. Máy khoan pin và khoan điện các bác đều có thể sử dụng được. Đó, kể cả những bác nào mà dùng máy khoan đầu gài, các bác có thể dùng thêm đầu chuyển là các bác cũng có thể là sử dụng được nhé. Thì cái sản phẩm này thì nó rất là hữu ích và dễ sử dụng nữa. Từ khẩu 6 cho đến khẩu 19. Tất cả là các bác có 14 khẩu nhé. Với một bộ khẩu chụp bu lông rất là đủ số như thế này. Nhưng mà giá của nó thì cực kỳ là hợp lý. Bên em sẽ gửi tới tay cho các bác nhà mình với giá là 250.000 đồng trên một bộ nhé. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Bác nào có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này của bên em thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0989458200 hoặc 0378487818, và các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng thì các bác chưa cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước đâu ạ. Các bác chỉ cần có địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Vì về cái sản phẩm này thì em cũng chi tiết tới các bác một chút là cái chất liệu của nó là chất liệu thép trắng, thép già nhé. Đấy, thép già, các bác sử dụng nó rất là bền. Đây là các bác nhìn này, khẩu lòng sâu nhé, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Nhất là những bác nào mà sửa chữa xe máy ạ, các bác dùng cái bộ khẩu này cực kỳ là tiện lợi nhé các bác. Một bộ này nó sẽ có đủ số cho các bác từ 6 cho đến 19. Tổng thể là sẽ là 14 khẩu nhé. Về cái chiều dài của nó này, em có thể đặt cho các bác xem này, nó bằng một cái ngón tay của em. Đó, chiều dài của khẩu là bằng một cái ngón tay. Đó, cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Tất cả đều là khẩu lòng sâu các bác nhé. Đây là các bác này. Đó, cái khẩu từ khẩu to đến khẩu nhỏ, khẩu nào cũng đều rất là đẹp và chắc chắn. Đây, em quay cả những cái khẩu nhỏ để cho các bác được cùng tham khảo luôn nhé. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Cái chất liệu thép già cho nên là các bác sử dụng nó sẽ rất là bền. Đối với cái sản phẩm này thì bên em đã cung cấp ra thị trường cái số lượng rất là nhiều rồi. Hàng nó bị cháy hàng liên tục nha các bác. Đấy, hôm nay thì hàng đã lại quay, thi thoảng nó mới này có một đợt hàng về thôi. Cho nên là bác nào đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Đấy, hôm nay thì về cái số lượng cũng khá là lớn nha các bác. Giá bao giờ cũng là giá cạnh tranh và giá tốt nhất để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Đây này các bác này, hôm nay từ trong ra đến ngoài toàn là khẩu bắn bu lông không, rất là nhiều nha các bác nhé. Đấy, cái sản phẩm này thì phải nói là cái hàng chất lượng cực kỳ là ok. Bên em đã cung cấp cái số lượng rất là nhiều rồi. Đấy, bác nào mà đã từng sẽ kiểm tra cái sản phẩm này thì chưa có bác nào chê một câu nào luôn, cho nên là các bác yên tâm khi mà sử dụng nhé. Đấy, số lượng thì rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhé.
Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tới bên em nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những thông báo mới nhất tới đây nhé.